Chào các bạn đến với Express TV, kênh cập nhật tin tức mới mỗi ngày. Nghi vấn xe tải chở hàng cấm bỏ chạy, hút tử vong chiến sĩ cảnh sát giao thông và hai người dân. Công an tỉnh Long An đang phối hợp với các lực lượng chức năng điều tra vụ việc đặc biệt nghiêm trọng, khiến một chiến sĩ cảnh sát giao thông và hai người dân tử vong. Theo thông tin ban đầu, chiều ngày 21 tháng 4, Công an huyện Đức Hòa phối hợp cơ quan chức năng tuần tra, kiểm soát trên đường tỉnh 824 đoạn qua xã Mỹ Hạnh Nam. Thời điểm này, lực lượng chức năng phát hiện một xe ô tô bán tải biển kiểm soát 49C296.01 lưu thông với tốc độ nhanh chạy về hướng thành phố Hồ Chí Minh có nhiều biểu hiện nghi vấn. Khi tổ công tác ra tín hiệu dừng xe kiểm tra, tài xế không chấp hành, tông thẳng vào lực lượng chức năng. Chiếc xe đâm trực diện trúng thiếu tá Nguyễn Xuân Hào chiến sĩ đội cảnh sát giao thông công an huyện Đức Hòa và kéo lê một đoạn dài. Một số người dân đang điều khiển phương tiện cũng bị chiếc xe hung hãng hút trúng. Dù được đưa đi bệnh viện ngay sau đó, nhưng do thương tích quá nặng nên thiếu tá Nguyễn Xuân Hào đã không qua khỏi. Ngoài ra, còn có hai người dân đi đường bị thương nặng, được đưa vào bệnh viện nhưng cũng đã tử vong, là anh HCM, 29 tuổi, thường trú tại quận 5, thành phố Hồ Chí Minh, và bà Phan Thị Kim Thanh, 50 tuổi, thường trú tại quận 12 thành phố Hồ Chí Minh. Hai nạn nhân số số này là công nhân của một công ty trong khu công nghiệp Thái Hòa, ấp Đức Hạnh 2, xã Đức Lập Hạ, huyện Đức Hòa. Trở lại diễn biến chiếc xe bán tải, sau khi đâm và gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng, nó đã bị lật nghiêng. Và người dân cùng lực lượng chức năng đã đập kính cửa, khống chế hai đối tượng trong xe. Cảm ơn các bạn đã xem hết video. Đừng quên bấm like, share và đăng ký kênh, bật chuông thông báo để không bỏ lỡ các video mới nhé.